Vâng, Quỳnh Tân xin mến chào quý bà cô bác anh chị em. Thì hôm nay Quỳnh Tân có được một cái chuyến đi khám phá về những cái căn nhà bỏ hoang ở những cái nơi mà được người dân mình cũng như là di chuyển đi nơi khác, và có những cái lý do gì mà những cái căn nhà như thế sẽ được bỏ hoang. Thì hôm nay Quỳnh Tân sẽ đến đây để khám phá tìm hiểu lại những cái điều bỏ hoang cũng như là những cái sự mục nát ở bên trong cái căn nhà, và tìm hiểu xem có cái điều gì đặc biệt mà chủ nhà mình là bỏ đi nơi khác để sinh sống mà không có ở trong cái những cái căn nhà như thế này nữa. Thì bà con mình thấy ở đây cũng là một cái căn nhà, nhưng mà ở đây là ở giữa một cái đồi núi. Thì hôm nay cái căn nhà này không biết là do một cái chủ nhân của mình đã xây cất lên rồi, do cái này giống như là một cái dường như là đã được xây bằng bê tông đá gì đó quý vị, nhưng mà cái này chắc có lẽ bỏ cũng khá là lâu, cho nên là ở bên đây bà con mình thấy nè, cái sự mục nát của nó và đổ sụp xuống dưới rất là nhiều, sụp đổ xuống dưới luôn. Mình nhìn là những cái cây của mình nó một cái chân rồi nó sụp xuống dưới, thì bây giờ không biết làm sao để mình sẽ tìm cái đường nào để đi vào bên trong cũng như là để khám phá xem nó còn cái điều gì đặc biệt ở bên trong cái căn nhà này không. À, cái căn nhà này bà con mình thấy nè, những cái cây mà làm á, bà con mình thấy đây là những cái đây là không phải là cái cây của mình nha thưa quý vị, đó là những cái cột bê tông á, nhưng mà chủ nhân của căn nhà là làm giống như là một cái cây, nhìn giống như là một cái cây, cái cây của mình vậy đó, nó đưa ra những cái nạn u nặng y như một cái cây của mình. Nhìn giờ thì bà con mình thấy chúng tôi là một cái cây gỗ, nhưng thực chất nó là một cái cây cột bê tông. Thì khi mà nhìn tổng quan ở bên ngoài á, thì mình thấy cái căn nhà này là được cắt bằng cột thì sẽ đổ bằng cột bê tông, nhưng ở trên thì lợp tôn, cũng như là ở bên dưới á, thì cũng đổ một cái gác, một cái sàn để làm một cái những cái cây trụ để làm một cái nền thưa quý vị, nhưng mà cái nền sàn thì cũng bằng cây. À, đây là phía trước căn nhà, phía trước có cái gì đó, đây là cái chung trà, nhưng ngoài nó cũng được bể nát rồi, chắc có lẽ là ngày xưa ở đây là có cô chú anh chị nào đó ở đây, là cũng có những người lớn tuổi hay sao mà có những cái chung nè. Đây là những cái tách này là tách trà, có hai cái luôn, nhưng mà cũng được vỡ, bị vỡ nát. Nhưng mà lên đây thì mình ý gì vậy? Lên đây thì mình không hiểu nguyên nhân sao mà chủ nhà lại chọn cái nơi này là một cái nơi hoang vu hoang vắng như thế này, ở một cái khu núi mà để cắt cái con ngôi nhà lên đây, rồi cũng không biết cái lý do gì mà khiến cho chủ nhà phải đi nơi khác ở mà không ở trong cái căn nhà này nữa đúng không? Đây là mình thấy cái này là cái những cái sàn này là được đổ bằng bê tông hết. Nếu mà mình suy nghĩ thì cái căn nhà như thế này thì cái chi phí mà để vận chuyển những cái vật liệu mình lên đây xây cất một cái căn nhà như thế này thì nó rất là tốn kém thưa quý bà con. Nhưng mà sau khi xây cất xong thì chủ nhân lại bỏ đi một cái nơi khác. À, bên trong kia có cái gì, có một cái gì mà có giống như là những cái đấy như là một cái nồi hay thao vậy đó, nhưng mà mình không có vô trong nó được quý vị. Cái sàn này nó sập xuống như vậy rồi, mình thật sự ra bản thân mình cũng không dám đi lên luôn nè. Khi mà mình đụng vô đây nè bà con mình thấy, đụng vô thì nó có cái độ nó muốn sập xuống rồi đó. Chỉ đứng ở bên ngoài này và quay sơ lược chia sẻ bà con mình thôi, thì cái độ mục nát của một cái căn nhà như thế này nè, thôi có mối trong luôn kìa bà con mình thấy, những con mối nó sẽ chạy ra. Thì căn nhà này mình thấy á, những cái cây thôi, cái cây thì chủ nhân căn nhà này chọn những cái cây mà cắt cái căn nhà này đây chính là những cái cây cây dừa. Thì như mình được biết thì những ông bà cô chú mình ngày xưa có kể lại là những cái cây dừa như thế này mà màu lấy cái lớp vỏ bên ngoài thưa quý vị,
để mà làm nên một cái căn nhà thì nó rất là chắc chắn. Cái độ bền cũng như là cái độ chắc của cái cây dừa nó sẽ gấp nhiều lần những cái cây gỗ khác, tại vì cái khi mà cây dừa mà nó già đủ cái độ tuổi của nó rồi á thì mình sẽ không có thể nào mà những cái cây đinh mà thường thường á mình đóng là mình phải quấn một cái bọc bên ngoài để mình đóng thì nó mới trổ nổi cái thân của cái cây dừa, chứ nó rất là cứng luôn vậy. Cái độ cứng của nó, cái độ cứng của cái cây dừa cứng dữ lắm, đi trên đây không biết được không em. Cái này mình đi giống như là mình đi trên cầu thang vậy đó bà con, đi thì cũng chậm chạy từng bước chứ không dám đi nhanh nữa, vì cái này mình chưa biết cái độ mục của cái cây thì mình thấy nó nhiều rồi, nhưng mà còn những cái thanh như thế này thì không biết nó như thế nào. Bên dưới cái sàn, bên dưới sàn mình thấy có một cái hiện tượng rất là đặc biệt, để mình xuống dưới đây mình sẽ kiếm cái chỗ nào để mình nhảy, mình bước xuống dưới để mình quay cái khúc này chia sẻ cho bà con nha. Khúc dưới này có cái cụ gò mối này, đây nè bà con, cái ụ gò mối nhìn nó đang nhô lên, đây là cái ụ gò mối. Ôi trời ơi, có cái tiếng gì ta, tiếng thiết, cái tiếng tôn nó kêu, có lẽ là mình nghĩ là do cái thiết nó cái độ gió nè bà con, nó đập gần qua lại cho nên tôn với tôn nó động với nhau, nó khác nhau tiếng kêu. Mình đi lên đây thì mình cũng hãy cố gắng mà cẩn thận đi chứ không có dám đi cho nó nhanh. Ê, trời ơi, đây là những cái thanh cọc bà con mình nhìn thấy nè. Đây là cái này là cái thanh sắt á mà để nó bấu vào cái cây của mình đó, cái cây của cái thằng nhà mình đó. Nó bấu vào đây nè, khi mà nó bấu vào thì bây giờ cái chỗ này thì cái cây này nó ấy ra rồi, nhưng mà còn ở một cái thanh này nó rất là nguy hiểm, nếu đi mà không cẩn thận thì nó sẽ có thể là mình dẫm lên nó có thể bị tổn thương cái chân mình đó. Vì nó nguy hiểm lắm, cái này thanh này nó nguy hiểm lắm. Ở đây chỗ này mình nghĩ đây là cái ôi trời ơi, nó bị rung rinh, nó mục hết trơn rồi. Mình nghĩ đây là chắc có lẽ ngày xưa chỗ này là cái bếp thôi bà con, cái chỗ này dừng lại cái bếp, đây có lẽ bên trong này đây là cái bếp nấu. Mình không có đường nào mà mình đi xuống đi xuống góc dưới được, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi trở ngược lại thì bây giờ mình sẽ đi trở ngược lại cái vị trí hồi sớm là bên kia để mình lần đi xuống dưới phía dưới, rồi mình sẽ đi ra một cái bên dưới đó, mình thấy có một cái căn gì nữa, có một cái gì ở bên dưới, mình sẽ chạy đi qua bên đó, mình sẽ quay cái góc bên đó. Cái góc này thì mình cũng không có vô được, tại vì cái góc này nó một cái lỗ nát hết trơn rồi. Cái này đó, cái này thì bà con mình nhìn những cái này là được những cái người thợ mình làm rất là đẹp, những cái u nằn ra giống như là một cái thân gỗ của một cái cây gỗ, cũng rất là đẹp đúng không vậy, cái màu sơn cũng rất là đẹp. Nhìn xa thì mình tưởng đâu là một cái cây gỗ rất là to để làm nên dựng nên một cái căn nhà như thế này. Thì đi hồi sớm vào bên trên này thì không còn phát hiện ra cái điều gì bên trên này nữa, cũng như là không có một cái vật dụng nào mà chủ nhà nó để lại nơi đây, ngoài những cái tấm tôn mục, những cái cây mục và những cái miếng sắt mà nó bảo vụn ra do cái thời gian năm tháng á, nó làm đi những cái sự mục đi của một cái căn nhà như thế này. Để mình sẽ đi lên trên này, cái góc dưới này mình thấy dường như là nó ở đây, chỗ này dường như là chắc có lẽ nơi đó là cái nhà vệ sinh hay sao bà con ơi. Để mình sẽ tìm cái đường đi qua đó. Bà con thấy ở đây cũng là một cái khu
khu này là một cái khu vườn, một ở trên một cái ngọn đồi núi. Nhưng mà trên cái ngọn núi này thì ở bên ngoài bà con mình sớm giờ cũng có nghe những cái tiếng xe chạy chứ. Tại vì đi xa ra lúc mà kia tầm khoảng 5-70 mét, 100 mét ngoài kia là cái đường lộ xe. Còn đi sâu vào bên trong này á, chỉ là một cái khu rừng thôi, không có xe. Cũng như là hạn chế không có cái người nào lưu tới nơi đây. Đúng rồi bà con ơi, ở đây là một cái chỗ này là một cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh này giờ là của cái ngôi nhà mục nát bên trên này nè thưa quý vị. Nhưng mà do thời gian bỏ lâu quá nên cái đường đi của cái ngôi nhà trên với lại cái nhà vệ sinh này nó bị cây cỏ nó mọc um tùm hết rồi. Thì mình đi lên đây mình cũng cố gắng mình không biết mình có đi qua được bên kia không, tại vì bên đây lùm cây quá nhiều. Thật sự là đây là một cái nhà vệ sinh của căn nhà bên trên. Lùm cây quá trời lùm cây luôn, cho nên mình đi thì mình không có dám đi nhiều cái khu này, tại vì nó lá cây nó mọc um tùm ở dưới. Ôi ở bên trong, ôi trời ơi, bên này để mình phải lấy cái đèn pin ra mình dọi mới được bà con. Trong này thì mình thấy bên đây là một cái nơi rất là bề bộn, thì bên đây là có những cái đồ ngáo có ai bỏ đấy không biết, mình thấy ghê quá. Thôi trong này là một cái bồn nước, nhưng cái số lượng nước của mình nó vẫn còn mà con, còn nhưng mà nó rất là ít nước nè. Cái nước trong đây nó vẫn còn. Cái này chắc có lẽ là do trời mưa hay cái gì nó dột nó chảy vô đây chứ. Cái theo như mình nghĩ là cái độ bỏ lâu của cái căn nhà như thế này á, thì cái số lượng nước này nó sẽ không có còn chứa được trong này. Ôi ôi ôi, trời ơi, đây là cái ổ gì ta, cái ổ gì mà nó nằm ở đây nè bà con, không biết phải là một cái ổ ong hay là cái ổ gì thôi. Nhưng mà trời ơi, bên đây nữa nè, thôi chắc có lẽ trời trời thôi, có lẽ chắc có lẽ mình xin phép mình đi ra mới được bà con ơi, tại vì nó nằm cái ổ này mình chẳng biết nó là, nhiều khi nó là chúng là ngay ổ ong dù dẻ thì mình không có đường nào mà mình chạy khỏi nó hết, tại vì ông dù dẻ nó rất là, mình nói thật với bà con, ông người dẻ thì quý bà con mình hầu như là cũng đã biết là nó cái độ hung dữ của nó rất là nguy hiểm đối với mình. Mình vô mình gặp cái phải cho mình không thấy ta, thôi trời thôi vậy thì bây giờ mình sẽ mời bà con mình sẽ đi lên bên trên cái căn nhà mục nát và số một tí nha, tại vì ở phía dưới căn nhà là bà con mình thấy là Quỳnh Tân không có đi vô đây được rồi, vì cái số rừng cây như thế này mà là Quỳnh Tân không có thể nào mà lạng ra, không có thể nào mà bước chân mình đi vô trong đó được, tại vì bà con mình cũng biết là rừng núi nó cũng rất là hơi nguy hiểm, cho nên mình không có thể ăn đi đó, là cái này đi là phải, con cũng xin phép mấy vị ở đây nha. Để mình sẽ đi lên một cái con đường trên kia chắc mới được. Cái đường đi quá chừng lá cây quá chừng ngâm u rồi. Ôi, cái con gì
có con gì hết hồn. Ờ, đi xuống dưới cái chỗ cái nhà vệ sinh dưới đó mà gặp cái ổ gì đó không biết, tưởng đâu là không biết phải không gì vẻ không, mà nhìn thấy ghê quá. Cái căn nhà hồi sớm thật sự cho nhìn vô căn nhà là mình cảm thấy hết hồn hết vía rồi. Thì sớm giờ đó, thì Quỳnh Tân cũng đi tìm hiểu và khám phá cái căn nhà bỏ hoang ở trên ngọn đồi này, ngọn núi này để chia sẻ bà con mình. Thì cũng chưa phát hiện ra cái điều gì đặc biệt, nhưng mà chỉ thấy cái độ mục nát của những cái căn nhà bỏ hoang như thế này, nó trải dài theo năm tháng thì nó đã mục nát hết trơn, mà nó đã gãy và sụp đổ xuống dưới luôn. Thì thôi, hôm nay Quỳnh Tân cũng xin phép tạm ngưng cái video mình ở đây, và Quỳnh Tân cũng sẽ tiếp tục những cái cuộc khám phá những căn nhà hoang và những cái buổi khám phá tâm linh để chia sẻ nó với bà con mình tiếp tục vào những cái video kế tiếp. Thì Quỳnh Tân cũng xin chân thành cảm ơn bà con đã nhấn chút một khoảng thời gian nha xem video của Quỳnh Tân. Thì Quỳnh Tân cũng hẹn bà con mình ở các video kế tiếp ạ.